Vâng, anh em Tư Cường. Vâng, không biết anh cảm thấy cái kèo của ông ta nó có bịp ở chỗ nào nhỉ? Quả thực nó rất là buồn. Khi mà game thủ của ta đang thi đấu nỗ lực. Vâng, không biết anh có theo dõi kèo của ông ta từ đầu buổi livestream hay không? Cái liên tục là những kèo đấu game thủ của ta đã thi đấu quá cố gắng rồi, nhưng mà thực sự quân bài nó không ủng hộ, phải chúng ta phải chịu thôi. Vâng, rất mong anh em rất mong anh đó tiết kiệm lại những cái lời nói của mình ra và không nên thốt ra những lời làm anh em buồn. Vâng, đi thi đấu anh em nào cũng mong muốn chiến thắng thôi. Khi mà nếu như chúng ta thua thì chính cái ví của các game thủ của ta sẽ bị ảnh hưởng. Vâng, sao kèo đấu thì thua chúng ta phải trả tiền thôi, không ai cho chúng ta cả. Cho nên đề nghị anh em chúng ta mà chỉ vào xem kết quả của từng giây đấu thì chúng ta không nên nặng lời với các game thủ. Vâng, những anh em nào mà kèo đấu chúng ta từ đầu buổi đến giờ thì cũng thấy được rồi, không muốn nhắc lại những sự ỉ ôi về quân bài nữa. Vâng, anh hành củ và các em thì không am hiểu lắm về AOE đâu. Em thì chỉ chơi được AOE khoảng tầm 12 năm rồi thôi. Vâng. Cùng đến với trận đấu thứ hai trong series đấu thứ ba này thôi. Vẫn tiếp tục cầu nguyện thôi. Rồi, như vậy có Hitty rồi. Rồi đối phương lại tiếp tục có xem, nhưng không sao cả. Đối phương mình thì có hit, có ekip. Vậy quần trận này cảm tưởng như nó đã bắt đầu dễ thở hơn rồi. Mặc dù đối phương vẫn còn đấy một con xe. Và xin phép anh em khán giả chúng ta vui lòng nghe tiếng game một chút. Em phải ra ngoài có một giải quyết nỗi buồn cá nhân một chút. Oh,
Vâng, như vậy xin chào anh Vũ Gia, kèo đống ta hôm nay thì đấu tại văn phòng của Pao anh nhá, văn phòng của Thái Bình. Vâng, anh Quang Long Lê, vâng đánh kèo mặc định là có rồi, quan trọng là bao nhiêu thôi. Vâng, bài tỷ Hoàng Mai Nhi, một bài mà đang ở trong cánh và cảm giác rừng nó vẫn đang khá mượt cho Hoàng Mai Nhi. Ở game thủ cam quýt nên cầm Egypt. Ba mà Egypt đang còn quýt lờ bài mà đang đánh 25 vòng dần. Bãi quả đầu hơi xấu thì vậy cái vết kích đều cái game thủ cam quýt là không được mượt mà. Còn xi măng. Còn xi măng bài consumer. Ở trận này nhà Zimang có lẽ là nhà khung nhất bên phía các nhà cung bên mình. Đang đánh với 26 nông dân. Mảnh máy của Tễu. Đang cố gắng câu cho mình một đôi voi đang ở hơi xa nhà chính một chút dành cho Tễu. Vâng, đối phương là Per, Sang, Min và Egypt. Vâng, màu nam game thủ U97 đang điểm số đang nhảy lên khá cao. Nhiều khả năng cái tầm này xem bắt đầu lên đời rồi, khi mà đã là 10 phút 20 trong game rồi. Cam quýt. Kích đời cho cam quýt và lượng thực là đủ để sóc giò cũng như là công giáp. Có luôn công giáp và con giò hay không? Bằng Tễu thì vẫn chưa bị gặp ai cả. Còn cánh này thì game thủ Quýt. Quýt thì gặp game thủ Khánh Lưu. Như vậy thì Khánh Lưu người Minoan thôi. Một bài 17 đang ở đầu cánh. Xi măng người đang báo về đang bị một nhà nào đấy chọc. Một cái thế nhà xi măng mình nghĩ là dễ khung thôi. Màu năm đã lên đời đến từ game thủ U97. Không biết là màu năm này đánh chém hay đánh cung. Hoàng Mai Nhi thì vẫn đang có cái timeline của mình đến thời điểm này thì vẫn đang ổn. Với cái timeline đó là 28/32 với 27 nông dân là một con tê. Hoàng Tễu thì báo về đang gặp màu 5. Một bài màu 5 thực sự đó là dường như không có đường vào cho màu 5 này thì phải. Với cái việc mà màu 8 chém ra như này thì mình nghĩ nhiều khả năng thì game thủ màu 5 sẽ người đánh cung thôi. Trận này Hồng Anh cầm Persia. Sát mép này không biết là đối phương có giò và bò rộng ra hay không. Vậy chưa bo, nhiều khả năng là chưa bo tờn này. Không như vậy đập ngay vào cái BM một tờn mà thực sự nó không còn gì để nói. Đang đi vào rất giòn rén. Tưởng chừng như một tờn mà màu 5 mà chưa bọc chỗ ấy thì còn kích bánh xe cho Tễu chưa nhỉ. Bằng màu nam bắt đầu để cung giờ luôn và té rồi, thân này té én thôi. Cố gắng vào chăn dân là pơ thì tốt. Với cái việc mà dân pơ không có bánh xe, mình nghĩ vào chăn pơ sẽ khả quan nhất. Như vậy Tễu sẽ yếu trước hai nhà đối phương rồi. Persia nó bắt đầu cắt cử những con lạc đà về để thủ lại những đơn vị an hoang đến từ nhà mình. Tân lượng lạc đà màu 8 nó đánh rất nhiều. Và tân này cũng biết chơi màu 5 mình có ổn hay không. Lạc đà màu 8 quả thực những
Everton vẩy E từ game thủ Hồng Anh. Chiếc E kia là chiếc E của đối phương, chiếc E ở chỗ ấy. Rất nhanh đây, do chi mạng của Tơn rồi rồi thì vẩy thành công. Sẽ câu kèo nó thêm một khoảng thời gian nữa. Có lẽ Tơn này chi mạng sẽ bỏ ở nhà thôi. Báo vậy thì game thủ tệ cũng đang tràn được khá nhiều dân đến từ game thủ Persian. Persian mọi dân không có bánh xe, và cái việc mà đổi mạng của Persian nó là khá dễ. Quan trọng thì game thủ Hồng Anh và đã tích cho mình một lượng lạc đà là rất nhiều. Ở cánh bên này một chút, xem game thủ Cam Quýt đang đối đầu Mi Đoàn đến từ game thủ Khánh Lưu. Màu 6 bắt đầu đẩy ra luôn, và tên này thì những con phù của game thủ Cam Quýt sẽ phải én thôi. Quang Long Lê anh nhìn là năm đấy, 4% đấy, nhà 4% như